Sau khi các bạn prep sạch sẽ ha, bây giờ em sẽ làm primer. Với cái U gel này á, các bạn không có cần bỏ base vì cái base nó có nằm trong đây rồi, nhưng các bạn phải cần primer nha. Mình bỏ một cái primer á, chỉ trên lên cái da thịt thôi, cái móng thịt thôi, không có cần bỏ hết trên mặt móng ha. Mình làm để cho bảo đảm cái gel nó sẽ bám chặt luôn nha các bạn. Sau khi các bạn bỏ cái primer hết trên 5 ngón thì bây giờ em sẽ lấy cái U gel này nha. Với cái sản phẩm này á, em muốn nhắc cho các bạn biết là mình có thể dùng cái U gel này cho lên những cái móng úp nào, móng úp ha, với cái mình làm cái tape lên, mình gắn lên, hoặc bây giờ mình có thể dùng builder gel luôn, mà các bạn có thể dùng cái builder gel này trên móng thịt, hoặc là bây giờ mình làm backfill. Giống như khách hàng hôm nay nè, các bạn thấy là đã đi 2 tuần rồi mà em thấy mọc không có ra nhiều, nhưng không có cần làm, thấy móng cũng còn không có lift nên em không có cần làm bộ mới, nên em sẽ dùng cái gel này làm giống như cái builder gel vậy đó, mình làm backfill luôn nha. Thì bây giờ em sẽ mở ra ha. Lúc mình mở ra đó, em khuyên là mình mở ra, mình gạt những cái gel mà trên còn là cái cọ đó, mình gạt hết một bên hết, mình chỉ còn dư gel trên một bên thôi. Thì bây giờ á, em sẽ sơn giống như một lớp mỏng vậy đó, của gel đó, trên toàn mặt móng ha. Mình sơn màu mỏng vậy đó, không cần dày, tại vì cái lớp này á là em cho cái mặt nó ướt thôi. Cho nó ướt xong rồi đó, em sẽ lấy một cục gel mới em bỏ lên, thì những cái gel mà em bỏ lên nó từ từ nó toan ra rất là đều và đẹp, thì mình không có cần không có cần đắp cực, và làm vậy thì cái móng nó rất là đều và đẹp. Bây giờ em đã làm một móng mỏng nè. Lúc mà em đè, em không có đè cọ xuống vậy nha, em không có làm vậy, em đè như vậy nè. Làm vậy á là mình có cái mặt móng nó vẫn đều và nó có đủ cái độ gel mỏng trên mặt móng đó, thấy không? Nhìn thấy đẹp rồi ha. Bây giờ em lấy thêm một ít gel nữa đó, mình cứ đẩy cái cuticle đó, sát vô cái mình kéo ra. Rồi cái em muốn cho cái móng nó chạy đều á, ngược cái xoay ngược cái ngón lại ha. Mình đợi khoảng chừng 3 tới 5 giây ha. Mà trong khi đợi á, lúc nào em cũng có cái flashlight nè, em xoay ngược lại rồi em flash cue. Mình làm flash cue mình hơ từ 10 tới 15 giây thôi nha các bạn, khoảng chừng 10 giây em thấy cũng ok, tại mình chỉ muốn cái gel nó freeze lại thôi. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vô đèn hơ 1 phút để cho nó fully cure nha các bạn. Sau khi các bạn fully cure cái móng nguyên cái bàn tay thì mình lấy ra ha. Sau khi mình xong rồi đó, mình phải coi cái ngón mình có cần giũa lại không. Giống như cái ngón này em thấy cũng đẹp, nhưng mà cái chỗ này nó hơi dày nè ha, nó hơi dày, cái chỗ này nó cũng không có được đều lại, thì em sẽ buff lại. Thì nếu mà em muốn buff nó lại mà shape cho nó đẹp lại á, thì em sẽ xịt alcohol ha. Rồi mình lấy cái miếng giấy không có lên chứ, mình chùi sạch vậy thôi. Còn thôi mình xịt alcohol hay là cái gel cleanser cũng được, mình bỏ trên giấy đó, rồi mình chùi sạch, rồi mình vuốt nó ra, rồi mình làm alcohol thì nó không có bị nhà, cái mặt móng nó không bị nhám nhám ha, rồi nó không có bị dính dính đó. Rồi bây giờ mình lấy cái hand file mình vuốt nha. Em sẽ dùng 150 nha, thì em vuốt nó đều lại và thành cái shape lại cho nó gọn lại luôn. Đây hồi lấy mình shape đẹp rồi, mình không có cần vuốt nhiều. Em chỉ muốn làm cho nó trên cái mặt móng hồi lấy em thấy nó chưa có được đẹp mà vừa ý em đó, thì bây giờ em chỉ cần lấy cái sanding band hồi lấy mình prep á, rồi mình bỏ khoảng chừng 5-6 ngàn RPM ha, mình buff nó đi cho nó mỏng xuống chút xíu đó, cho cái độ dày này được rồi, mình không có cần giũa nhiều, tại vì thật ra cái này cái gel nó cũng rất là mỏng, nó không có dày cho lắm. Mình chỉ muốn làm lại cho nó cái mặt nó mịn và nó balance lại cho nó đều lại ha, cho cái shape nó đều và gọn lại. Thì bây giờ em sẽ đi sát cuticle làm sạch luôn ha, vừa làm sạch cuticle rồi mình vừa làm cho cái móng nó thon lại luôn và cho nó đều lại hết.
chỗ nào mình thấy nó lõm thì mình bầu nó lại chút xíu, còn cái chỗ nào mà nó đẹp rồi thì mình chỉ cần làm cho nó nhám lại thôi. Thì các bạn muốn nhám cái mặt móng treo này thì lúc mình có sơn treo á nó mới bám vô ha. Thì đó, các bạn thấy bây giờ nó ra đẹp lại hay không? Rồi, xong đó mình ngưng. Nếu mà cần thiết thì mình vuốt sơ sơ cho hai cái ở dưới, cái mặt mà móng ở dưới nó thẳng và nó smooth lại ha. Rồi sau khi mà các bạn vuốt sạch xong rồi đó, các bạn có thể hỏi khách đi rửa tay, còn nếu mà không thì mình cứ lấy alcohol rồi mình chùi sạch thôi là mình có thể sơn nước gel xong. Ok, sau khi xong á thì các bạn làm sạch và buff xong sạch sẽ, lấy shape đẹp rồi gì thì bây giờ em sẽ làm một cái design cho cái cô model này, thì đợi cho em vài phút em sẽ cho các bạn thấy những kiểu mẫu mà em làm xong nha. Em cũng hy vọng những kiến thức vừa qua các bạn cũng thấy làm cái gel backfill với lại móng úp cũng rất là dễ dàng, nhất là mình dùng cái móng úp U-gel này thì em nghĩ các bạn sẽ làm một cái service nhanh hơn và làm cho khách hàng hài lòng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Bye.